Chào mọi người, buổi sáng. Các bạn thân mến, hiện tại Trang Ngoại Thành đang có mặt ở quán cà phê nha mọi người. Quán cà phê không có uống cà phê mà Trang Ngoại Thành uống kịp các bạn hay không? Xin giới thiệu với mọi người, Trang Ngoại Thành uống cà cam và cà rốt. Sở dĩ mình uống cam và cà rốt là do mắt mình yếu đó mọi người. Mắt mình yếu mình sẽ uống cam và cà rốt cho nó mắt nó tốt. Đó, đang ở quán cà phê nha mọi người. Đang ở quán cà phê, giới thiệu cho mọi người đang này là buổi sáng. Buổi sáng ở Ngoại Thành, Ngoại Thành, Sài Gòn. Giới thiệu mọi người, Ngoại Thành, Sài Gòn. Đây là ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Huyện Hóc Môn. Và Trai Ngoại Thành có mua bánh bò. Mua bánh bò đây. Ăn bánh bò, bàn chuyện đại sự nha mọi người. Ăn bánh bò, bàn chuyện đại sự. Bánh bò lá dứa nha mọi người. Bánh bò lá dứa ở Ngoại Thành bán cái bịch này là 10.000. 10.000 chắc mình nghĩ cũng được 10 cái á. 1.000 là một cái. À, giờ uống miếng nước cam, cà rốt. À, mắt yếu á, mình uống bổ sung vitamin A, vitamin C, vitamin D. Uống vô cho mắt nó khỏe nha mọi người. Ăn bánh bò, bàn chuyện đại sự. Dạo này trời mưa quá đó mọi người. Thời tiết không có tốt lắm. Nên là sức đề kháng của mọi người nó bị yếu. Nên là mình sẽ uống vitamin, bổ sung vitamin C. Các chất có chất C giống như cam, bưởi, quýt, chanh. Giờ mình thêm cà rốt vô, bổ sung vô nữa cho mắt mình khỏe lên. Đúng không? Mình đang ngồi ở trên lầu của quán cà phê phố xưa trên đường Nguyễn Anh Thủ thuộc xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn nha mọi người. Đang đợi mấy người bạn tới. Mấy người bạn chưa thấy tới đâu hết. Đang ngồi ngắm cảnh. Gió hiu hiu thổi. Ngồi thư giãn nha mọi người. Lâu lâu thư giãn. Nghe nhạc. Thư giãn nghe nhạc. Không biết là nghe cái giọng như là ca sĩ Mỹ Tâm đang hát. Ăn bánh bò tiếp. Đúng là ca sĩ Mỹ Tâm hát mọi người. Trời hiu hiu gió thổi, nghe ca sĩ Mỹ Tâm hát. Ngồi uống cà phê. À, mọi người có biết không, ở ngoại thành Sài Gòn á, là cuộc sống của mọi người á, là ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuộc sống là nó không có nhanh lắm và nó cũng không có chậm lắm. Mọi người sống ở khu vực phía bắc thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các huyện như là huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, quận 12, vân vân và vân vân, thì khi vào trung tâm Sài Gòn á, thì đi hơi bị xa hơn các quận huyện khác, đặc biệt là những quận huyện mà ở quận 7, huyện Nhà Bè hay là quận 6 rồi thì đi vào trung tâm Sài Gòn sẽ nhanh hơn. Còn này mình đi qua trung tâm Sài Gòn sẽ hơi bị lâu. Nên là
Mình ở đây thì mình có cảm giác rất là quê mọi người, rất là thôn quê so với mấy các quận huyện khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoại trừ huyện Cần Giờ nha mọi người, huyện Cần Giờ thì nó xa Sài Gòn hơn, nó cách Sài Gòn là một cái phà. Thì mình đang nói là huyện Hóc Môn với huyện Củ Chi, đặc biệt là huyện Hóc Môn với huyện Củ Chi thì mọi người đang còn sản xuất nông nghiệp rất là nhiều, đặc biệt là trồng lúa, trồng hoa màu. Là thành phố mình là giống như là quận huyện này là ưu tiên để sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao nha mọi người. Nông nghiệp công nghệ cao giống như là hoa lan, trồng trong nhà kính, giống như trồng dưa lưới, trồng hoa, các loại hoa lan, dưa lưới, đặc biệt là hoa lan cái mô, vân vân và vân vân. Ưu tiên sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ở huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn thì cũng có rất là nhiều trang trại nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là hoa lan, trồng rất là nhiều loại hoa lan. Mọi người có thể tham quan hoa lan ở huyện Củ Chi hoặc là huyện Hóc Môn. Thêm một đặc biệt nữa ở huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn là một huyện giáp ranh giữa huyện, thứ nhất là huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Thành Hóc Môn là giáp ranh với huyện Đức Hòa của tỉnh Long An, và Củ Chi là giáp ranh với huyện Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh. Thì mình qua đi, mình đi giữa hai tỉnh, Hóc Môn mình đi qua tỉnh Long An cũng rất là gần mọi người, và ở Củ Chi mình đi qua tỉnh Tây Ninh cũng rất là gần, nên là mình muốn qua hai tỉnh đó đi rất là nhanh nha mọi người. Từ Hóc Môn mình gọi là đi miền Tây, đi sẹt con cái là mình đi qua bên Long An là gọi là đi miền Tây rồi mọi người. Rồi từ Hóc Môn mình đi qua Củ Chi và mình đi thêm một đoạn nữa là mình đi qua huyện Trảng Bàng của tỉnh Tây Ninh là đi miền Đông, cũng rất là gần đó. Nên là thêm một tỉnh nữa là mình đi thêm một tỉnh nữa là mình từ Hóc Môn mình sẹt qua bờ sông cái là thiệt, đi qua gọi là thành phố Thuận An, thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương đó, thuộc tỉnh Bình Dương cũng rất là gần. Gọi là thành phố Thuận An thì có cái địa danh rất là nổi tiếng là lá thiêu đó mọi người, rất là nhiều trái cây. Hiện tại thì lá thiêu thì cũng không còn nhiều trái cây nữa, cũng đô thị hóa rất là nhiều, nhưng đặc sản cũng là gọi là vườn trái cây. Và thêm một địa danh nữa là chợ bún. Khu vực chợ bún ở Thuận An thì đặc biệt là có cái món rất là hấp dẫn, đó là bánh bèo bì. Nếu mọi người có dịp đi qua chợ bún thì nên ghé thưởng thức bánh bèo bì đặc sản của Bình Dương. Còn ở huyện Hóc Môn thì có đặc sản gì? Giới thiệu các bạn có đặc sản là, thứ nhất là đặc sản là gà hấp hèm. Mọi người mà có dịp đi về huyện Hóc Môn thì nên ăn gà hấp hèm. Và ở huyện Củ Chi thì các bạn nên ăn gọi là bò tơ Củ Chi. Rồi đó, còn bên Củ Chi, bên Bình Dương thì có món bánh bèo bì. Có rất là nhiều món, mình nói món đặc trưng là bánh bèo bì nha mọi người. Bánh bèo bì ăn rất là hấp dẫn. Còn ở quận 12 là một cái quận cũng gọi là quận gần với huyện Củ Chi. Thì các bạn nếu mà có dịp về quận 12 thì các bạn ăn cái món gì ta? Thì ăn rất là nhiều món A, B, C, D gì cũng được. Đó.